một mắt cam này, hai mắt cam này, ba mắt cam này, và ở cái đằng sau nó sẽ là một mắt cam, nó là bốn mắt cam đây anh em thấy ạ. Ở cái trên cái xe mà thời quá nhiều là mắt cam luôn. Và sao lại nhiều mắt cam như thế ạ? Với chiếc xe này thì em đang lắp cho chiếc xe này, đó là cái bộ màn hình liền cam 360 của ZTEC Z18. Đây, anh em có thể thấy đây là đây nguyên một cái bộ màn hình của cam 360 này. Đấy, bộ này đây đang là bộ màn hình quốc dân của ZTEC nhá. Đây cái thời đại 5.0 rồi mà anh em mà bỏ qua mà không lắp cái màn hình này thì thật sự là thiếu sót. Đây anh em có thể thấy bên em đây là cái thợ kỹ thuật bên em đã lắp đặt xong cho chiếc màn hình này. Đây là chiếc màn hình sau khi đã được lắp đặt lên, màn hình to hơn, thẩm mỹ hơn và rộng hơn. Lắp đặt thì tất cả đều là cắm tắc zin hết cho anh em. Đấy. Đây là cái màn hình nguyên bản theo xe này. Đấy, đây là cái giữa màn hình theo xe. Anh em nhìn thấy không ạ? Nó thô hơn và cái màn hình của nó chỉ là màn hình CD thôi. Thì hiện tại vẫn chưa có nhiều cái chức năng gì cả. Đấy. Và sau khi lắp đặt lên thì cái bộ màn hình này sẽ có gồm có 4 mắt cam và có đầy đủ các tính năng giải trí, ra lệnh giọng nói, dẫn đường, cảnh báo giao thông và giải trí trên YouTube. Đấy, cực kỳ nhiều cái tính năng hay cho anh em trên cái màn hình Android mà cái giá thành thì vô cùng hợp lý anh em nhé. Đấy, chỉ hơn 8 triệu anh em hưởng hữu ngay cái bộ màn hình này rồi. Và cái thời gian bảo hành cho anh em lên đến 12 tháng, tất cả đều là lỗi sẽ là đổi mới. Đấy, còn anh em nào mà muốn lắp cam hành trình, muốn lắp màn hình Android mà chưa biết đến cái thương hiệu nào hoặc là đang phân vân thì inbox comment dưới cái phần phía dưới bình luận nha, em để bên em tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.